Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chúng ta đã gặp nhau trong một vlog điện thoại rồi. Và vlog lần này thì chúng ta sẽ cùng bàn tới một chủ đề, đó là tại sao có một bộ phận người dùng thích dùng điện thoại iOS hơn là Android, nghĩa là thích dùng iPhone hơn là các sản phẩm Android. Thì ở cái video lần sau thì mình sẽ làm một cái bài ngược lại, đó là tại sao có một số bộ phận người dùng thích dùng Android hơn iOS nhé. Thực ra là đối với cả cá nhân mình, một người làm reviewer, thì mình sẽ luôn luôn sử dụng song song cả hai hệ rành, đó là cả Android lẫn iOS, bởi vì là mình luôn luôn muốn sử dụng những cái tinh hoa nhất của cả hai hệ rành đó. Đấy, đối với cả iOS thì hiện tại mình đang sử dụng iPhone 7 là cái thiết bị mà đang thu âm cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Còn lại thì đối với Android thì mình đang sử dụng Galaxy S10 Plus. S10 Plus mình sử dụng trong cái việc quay video backup rất nhiều các cái video ở trên kênh Dương Dê đấy. Rồi, bây giờ thì mình cũng sẽ nói thật là nhanh chóng và thật là ngắn gọn thôi, và xúc tích nhất cho các bạn nhé. Mình sẽ lấy ra cái quan điểm này dựa trên, thứ nhất là quan điểm cá nhân của mình, thứ hai là dựa trên quan điểm cá nhân của một số những người bạn của mình. Đấy, thì điều đầu tiên khiến cho mình đưa ra lựa chọn mua các cái sản phẩm iPhone, đó là nó sửa chữa rất là dễ dàng luôn. Các bạn tưởng tượng bây giờ nếu bạn mua bất kỳ một cái sản phẩm iPhone nào, các bạn sửa chữa vô cùng dễ dàng luôn, kể cả những cái sản phẩm iPhone đời tống, ví dụ như là iPhone 4, iPhone 4S, bây giờ các bạn hỏng cái gì đó là sửa được ngay. Đấy, bây giờ các bạn mua sạc của những con kiểu là iPhone 4, iPhone 4S, những cái sạc to đùng ấy, đấy, các bạn vẫn có thể mua được ngay và luôn, hỏng hóc bất kỳ cái gì, sửa chữa rất nhanh chóng, rất dễ dàng. Và đặc biệt, nếu mà các bạn sửa chữa ở bên ngoài ấy, thì cái giá sửa chữa cho iPhone nó rất là rẻ. Đừng nói đến chuyện là chúng ta sửa chữa đồ tàu nhá, sửa chữa đồ tàu thì hiển nhiên là sửa chữa iPhone nó sẽ cực kỳ rẻ rồi. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sửa chữa với những cái linh kiện mà các cửa hàng họ bóc từ những cái con máy khác sang, nó vẫn rất rẻ. Đấy, các bạn tưởng tượng với cùng một sản phẩm đi, ví dụ như bây giờ mình lấy là một sản phẩm iPhone 7 Plus đi với cả Galaxy S8 chẳng hạn. Nếu mà hai sản phẩm này cùng bị vỡ màn hình thì chắc chắn rằng là Galaxy S8 sẽ sửa chữa đắt hơn rất nhiều so với cả iPhone 7 Plus. Đấy là vấn đề về mặt sửa chữa, giá cả các thứ. Đó còn chưa kể nếu bây giờ bạn mua một thiết bị iPhone ấy, thì cái việc sửa chữa nó cũng sẽ rất là nhanh chóng thôi. Đấy, bình thường bây giờ bạn sửa chữa một sản phẩm Samsung chẳng hạn, bạn có thể mất tới vài ngày để mà có thể tìm lấy một linh kiện của nó. Nhưng riêng sửa chữa iPhone, bạn có thể ngồi một lúc, thế xong có thể vài tiếng sau bạn đã có thể lấy được cái chiếc điện thoại của mình mang về rồi. Tiếp theo nữa là đối với cả cá nhân mình, khi mà lựa chọn mua một cái sản phẩm iPhone ấy, thì cái việc mua đi bán lại nó cũng rất quan trọng, bởi vì mình rất hay nâng đời các cái sản phẩm mà. Đấy, vậy nên mua iPhone mình cũng nói luôn, đấy là việc bán lại của nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với cả việc bán lại các cái sản phẩm Android. Đấy, các bạn tưởng tượng là bây giờ các bạn mua một sản phẩm iPhone, các bạn không thích, các bạn đăng lên trên Chợ Tốt, đăng lên trên Nhật Tảo hoặc là đăng ở đâu đấy, thì thứ nhất là bán lại cho người thân bạn bè cũng dễ dàng rồi nhá, bởi vì người thân bạn bè cũng nhiều người thích sử dụng iPhone. Thứ hai nữa là nếu mà các bạn đăng trên các cái trang chợ điện tử ấy, thì chỉ cần các bạn để giá rẻ hơn cửa hàng khoảng 500.000 thôi là có thể sản phẩm đó nó sẽ bay đi rất là nhanh. Và tiếp theo nữa là các sản phẩm iPhone, mình thấy là nếu mà mình mua các sản phẩm iPhone cũ thì giá của nó cũng tụt chậm hơn là các sản phẩm Android. Ví dụ như là con iPhone 7 lock này của mình nhá, ngày trước cách đây khoảng 1 năm khi mình mua, nó giá nó khoảng 6 triệu. Bây giờ các cửa hàng đang bán dòng iPhone 7 Lock với giá khoảng 5 triệu chẳng hạn. Đấy, thì mình thấy là cái độ tụt giá của nó sau khoảng hơn 1 năm mình sử dụng là nó không nhiều. Đấy, tất nhiên là đối với cả iPhone cũ thôi, còn đối với iPhone mới thì nó vẫn tụt giá nhanh như bình thường. Thì đấy cũng là cái điểm mà mình cần phải quan tâm khi mà mua các cái thiết bị iPhone. Tiếp theo nữa là gì? Các bạn có thể thấy là trên tay mình đang đeo Apple Watch Series 4, cái này hơi khoe một tí. Đấy, mình đang sử dụng MacBook đây. Ở nhà thì mình còn có thêm một cái iPad nữa. Vậy nên là nếu bây giờ mình sử dụng thêm một cái iPhone thì mình sẽ có luôn một cái hệ sinh thái chạy hệ điều hành iOS, và nó đồng bộ hóa với nhau rất tốt. Đây là cái điều rất quan trọng đối với cả các sản phẩm chạy hệ điều hành iOS. Nếu mà Android thì nó là hệ điều hành mở, nhưng iOS thì nó lại là hệ điều hành đóng, nhưng mà được cái nó lại có một cái tính đồng bộ hóa tốt hơn rất nhiều so với cả các sản phẩm Android. Còn với những người sử dụng đơn giản, ví dụ như là mẹ mình hay vợ mình chẳng hạn, khi sử dụng các cái sản phẩm iPhone ấy thì cảm thấy đơn giản là nó dễ dùng thôi. Đấy, cầm lên phát có thể sử dụng được luôn. Thì đấy là cái ưu điểm tiếp theo, nhưng mà không phải là lý do chọn của mình mà là lý do chọn của nhiều người. Và thêm một số những cái lý do nó rất là buồn cười nữa, ví dụ như với các chị em chẳng hạn, người ta lựa chọn mua iPhone chỉ đơn giản là bởi vì iPhone các bạn có thể lựa chọn được nhiều cái ốp lưng hơn. Đấy, với iPhone các bạn có thể lựa chọn được nhiều cái loại dán kính cường lực hơn. Đấy, dán 5D, dán full màn hình, rồi dán màn hình màu đỏ, màu xanh, màu trắng, vân vân và vân vân. Đấy, đấy là cái mà việc phụ kiện đi kèm theo các sản phẩm iPhone khiến cho rất nhiều bạn nữ đưa ra quyết định chọn mua. Rồi,
Tiếp theo nữa nào, đối với cả iPhone sách tay thì mình không nói nhé, nhưng riêng đối với cả iPhone chính hãng ấy thì chúng ta sẽ có cái cơ chế một đổi một trong vòng 12 tháng. Chính em họ của mình bị hỏng một cái loa ngoài thôi của một sản phẩm iPhone 6 thôi mà nó được đổi lại lấy hẳn một cái iPhone mới luôn. Thì đấy là cái điều mà mình thấy về chế độ bảo hành iPhone chính hãng bây giờ gần như là tốt nhất trong tất cả các hãng điện thoại đang bán tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo nữa, một số bạn phản hồi lại với mình đó là khi mà các bạn mua các sản phẩm iPhone ấy, thì các bạn sẽ được một sản phẩm thiết kế mới, và thiết kế này là thiết kế tạo ra xu hướng, tạo ra trend, và rất nhiều các cái thiết kế của các hãng điện thoại khác sẽ bắt chước theo cái trend này. Đấy, ví dụ như một số những cái rất vớ vẩn, ví dụ như là màn hình tay thỏi chẳng hạn, các hãng cũng bắt chước theo. Đấy, rồi là cái camera kép đặt dọc ở phía sau nhìn vô cùng xấu, cá nhân mình thì ghét vô cùng luôn, nhưng các hãng Android cũng học tập theo, mình không hiểu tại sao luôn. Đấy, rồi là kể cả ngày xưa cái thời mà iPhone 6 với cả iPhone 6 S ấy, người ta chê thậm tệ bởi những cái đường cắt giải nhựa ở phía mặt sau rất vô duyên, nhưng các hãng Android cũng học theo. Rồi là cả camera kép đặt ngang ở phía sau giống như là iPhone 7 Plus, các hãng Android cũng học theo luôn, mình chính mình không hiểu tại sao luôn. Đấy, rồi là cái việc chúng ta lựa chọn mua iPhone bởi vì là nó là một sản phẩm có một cái hiệu năng ổn định này, rồi là có một camera tự động rất tốt và thu âm cực kỳ tốt luôn. Các bạn tưởng tượng là bây giờ mình đang thu âm cho các bạn bằng iPhone 7, và trong điều kiện ở trên tầng nhà mình như này, nó có một cái máy khoan rất to, nó khoan ầm ầm luôn. Không biết các bạn có nghe tiếng máy khoan đấy không, nhưng chắc chắn rằng khi mà chúng ta thu âm vào đây thì cái tiếng máy khoan đó nó thu ra nó cũng không quá to đâu so với những gì mà các bạn nghe thấy đâu. Nhưng mà ở trên này mình nghe nó cực kỳ to luôn. Đấy, thì cái việc thu âm của iPhone nó cũng rất là cần thiết đối với cả một người như mình. Rồi, tiếp theo nữa là ngày trước thì chúng ta chê là iPhone pin của nó yếu, nhưng mà từ khi iPhone ra mắt thế hệ iPhone mới bây giờ, đó là iPhone 10R, iPhone 10S và iPhone 10S Max, thì pin của nó đã đủ dùng rồi. Đấy, pin của nó không phải quá trâu, nhưng mà pin nó đủ dùng và cũng không hề yếu một chút nào cả. Và cái yếu tố cuối cùng mà mình nhắc ở đây, cái yếu tố này là yếu tố thứ yếu thôi, và cái yếu tố này thì nó xuất hiện từ cái thời Napoleon, từ thời ngày xưa khi mà iPhone mới về Việt Nam, đó là yếu tố oai và sĩ diện. Đấy, khi bây giờ các bạn mua một sản phẩm iPhone 10 này, rồi là iPhone 10S, iPhone 10R, iPhone 10S Max chẳng hạn, thì đúng là nó sẽ rất là oai, rất là đẹp trai, rất là sĩ diện, le gái sẽ tốt hơn. Nhưng đây chỉ là yếu tố thứ yếu dành cho một bộ phận người dùng nhỏ thôi nhá. Còn đối với mình thì không bao giờ có chuyện là điện thoại là cái thước đo khẳng định đẳng cấp của bản thân cả. Đó là những cái yếu tố mà mình đưa ra. Còn đối với cả cá nhân mình thì mình thấy là bây giờ mua sản phẩm iPhone nào nó sẽ là hợp lý, thì mình luôn luôn suy nghĩ đấy là iPhone 7 Plus sẽ là sản phẩm mà mình thấy hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Cơ bản là với mức giá của nó bây giờ tại 7S nó cũng rất là rẻ rồi, nhưng mà quan trọng là nó vẫn đáp ứng được tất cả những cái yếu tố và những cái nhu cầu trong quá trình mà mình sử dụng. Đấy, còn ngày hôm sau thì mình sẽ làm một cái video nói về tại sao có một bộ phận người dùng chọn Android và sẽ không bao giờ lựa chọn iOS nhé. Đấy, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn đang sử dụng iOS hay là các bạn đang sử dụng Android, và tại sao các bạn lại sử dụng hệ điều hành đó, thì cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Còn đối với cả cá nhân mình thì mình luôn luôn sử dụng hai hệ điều hành, đó là cả Android và cả iOS. Và ngày hôm sau hẹn các bạn Android nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.